Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên ban hành văn bản hướng dẫn các khoản thu đầu năm học 2020-2021. Đây là cơ sở để các nhà trường xây dựng và triển khai các khoản thu, góp phần hạn chế tình trạng lạm thu dịp đầu năm trong trường học. Theo đó, học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập được quy định từ 44.000 đến 82.000 đồng một tháng, tùy theo bậc học và khu vực thành thị, nông thôn. Học phí được thu định kỳ hàng tháng hoặc thu theo học kỳ hay cả năm, tùy theo nguyện vọng của học sinh. Các trường phổ thông, học phí thu 9 tháng một năm học, các cơ sở giáo dục mầm non thu theo số tháng thực học. Các cơ sở giáo dục thường xuyên được áp dụng mức học phí tương đương với các trường phổ thông công lập cung cấp trên địa bàn. Tiền học thêm, các khoản thu dịch vụ không kinh doanh như tiền điện, nước uống, dọn vệ sinh, trông xe, nội trú ký túc xá cũng được quy định rõ ràng. So với năm học 2019-2020, các khoản thu không có sự thay đổi. Hướng dẫn cũng nêu rõ tiền bảo hiểm y tế, quỹ đoàn, quỹ đội, chữ thập đỏ, quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh được thực hiện theo quy định hiện hành của các cơ quan quản lý có thẩm quyền. Đối với các nguồn thu tài trợ, các cơ sở giáo dục có thể tiếp nhận tài trợ bằng tiền mặt, hiện vật, được ghi chép theo dõi trong sổ sách kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định.